có bà gì hết á. Vừa đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Con tên gì? Thiên. Ở trên trường nè. Kia. Con Yên, con Nam nói này, giờ là chơi trò chơi rút dưa hấu nha. Ai mà rút lên được miếng dưa hấu là đó được ăn nha, mà rút mà lên thấy cái vỏ không á là bị ăn bột nha. Ok chưa? Dạ. Ok đó. Đi rút trước. Thiên rồi, Thiên rút. Ăn bột ơi, cho ăn bột ơi. Chụp lên. Rồi, tiếp tục tới ai? Lâm. Lâm rồi, Lâm rút đi. Lâm rút cái gì đây? Lâm hay tê, mời các bạn đồ. Mời các bạn nha. Tới Biêu. Biêu tới lượt con ơi. Biêu rút đi. Biêu rút đi. Cái nào Biêu chọn cái nào? Không được chơi. Để cho Biêu rút. À, hay quá. Rồi ăn đi, em Biêu ăn đi. Không ăn đi. Rồi bạn nhắc tôi. Ngồi xuống, Thiên ngồi xuống. Rồi, Lâm ơi, tới lượt Lâm ơi, tới lượt Lâm rồi. Cái nào, cái nào. Rồi bắt đầu là Thiên, bắt đầu Thiên đi. Lưỡi. Lưỡi dạ. Lưỡi gì vậy? Cái cây. Cái cây vậy. Rồi, Lâm. Wow, hay thế này, hay thế. Rồi tiếp tục, Thiên cho con. Thiên đâu chơi? Thiên Thiên cái cây nào cũng bị dính cái vỏ. Chưa được. Rồi bây giờ này, bây giờ này. Bây giờ mà ai mà rút ra được miếng dưa hấu á là vừa được ăn mà vừa được đổ bột người ta nó. Nha. Yeah. Ok rồi, Thiên bóc vô đi. Ngồi xuống ăn bột ơi. Ngồi xuống ăn bột. À, đó là Lâm nè. Ok,
À, ngồi yên, con có ngồi yên bình thường. Ngồi yên bình thường, đừng có bà gì hết á. Kiểu đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Quẹt cây. Quẹt cây là bây giờ để cho anh Lâm rút nước luôn. Ăn bò cũng có 5 triệu. Tập thiền. Anh đi đi, uống mấy cây thôi. Hay thế. Rồi ăn. Hay thế. Làm kiểu không? Làm nữa. Hậu mặt lông nha. Nè bây giờ còn một miếng cuối cùng. Bao chơi bao búa kéo đi. Ai thắng là rút. Ba quấn đồ chơi gì ăn cái gì ăn cái gì. Ôi trời ơi. Người ta múc con muốn nhỏ tới nó chối là muốn.